Thì anh Hoàng có hỏi Vinh là mình cắt sầu riêng lùng xong, mình cắt xong nó lên hai ba đọt rồi, giờ mình xử lý như thế nào? Thì sau đây là Vinh sẽ hướng dẫn cho anh Hoàng và bà con mình. Cũng có một số bà con cũng hay hỏi Vinh câu hỏi như vậy, đó là sao cắt đọt mà lên hai ba đọt rồi giờ xử lý như thế nào? Thì đây là cái cây sầu riêng nó đang đi đọt, nhưng mà em sẽ chỉ cho mọi người chứ không có cắt ha. Em sẽ chỉ cách cái cách để bà con mình lựa thôi. Đây, đây nó bấm ngang đọt rồi. Bây giờ nó lên tổng cộng là bốn cái đọt, còn giờ không biết chọn đọt nào. Cái đọt này nè là chắc chắn mình phải bỏ nè anh Hoàng, cái đọt này nó không có liền thân như anh nói nè, bỏ luôn ngang đây đi, Rồi. bỏ luôn. Cắt này, cắt bỏ bỏ luôn anh á. Vườn này á em anh chỉ nên lấy hai cái đọt này, đây một hai ba đọt ở dưới này bà con không nên lấy ha, nó nằm xa cái mắt mắt quá, là để đó là thành nhánh, thành nhánh lại, thành thành nhánh lại, hoặc là nếu nó có xu hướng đi lên mình bỏ luôn. Bỏ luôn. Bỏ luôn thì nó trống cái quảng đó sao? Trống quảng nhánh đó. Anh cắt ngang này nó sẽ ra cái đọt mới nằm ngang. Rồi rồi. Bây giờ rồi một đọt đứng đọt ngang đó rồi. Đúng rồi. Cái nếu mà mình để ở đây á thì thí dụ mà mình cắt hai này bỏ, mình để cái đọt này á là nó dễ bị tét gió, như rồi. Cái nói anh nói nãy là nó không có liền ra. Rồi. Đó nó sẽ không hành lại toàn thông cho anh. Đó nên là cái này theo em là nên bỏ luôn. Còn mình chỉ coi hai cái đọt này. Đây là hai cái đọt này là hai đọt chính nè. Cái này nữa anh cắt xuống rồi nữa nó khô ngang đây là nó bắt đầu nó lấp qua. Giống như cái cây con mình trồng đó. Anh hiểu ha? Mắc ghép á. Đúng rồi, mắc ghép á, nó sẽ lấp qua mắc ghép. Ở đây hai cái đọt này bây giờ nó còn rất là nhỏ. Anh đợi cho nó bự một xíu. Anh xem cái độ phân tàn của nó không bị xương cá, cái đọt nào ha? Không bị xương cá. Không bị xương cá mình chưa, nó phân tàn đều đủ bốn tàn. Đó, còn cái đọt nào mà nó bị xương cá anh bỏ một đọt. Nhưng mà anh không nên chừa hai đọt vậy ha, nữa bắt buộc là phải chừa. Nếu hai đọt nó đều hết là anh cắt bỏ một cái, anh nào anh thích anh bỏ chừa lại, còn cái nào không thích anh bỏ một cái. Chỉ chừa duy nhất một cái đọt chủ phát triển lên như thế này. Đây. Bỏ ví dụ theo em khả năng là hai đọt nó sẽ lên có một đọt xương cá đúng không? Đúng rồi, khả năng là có một đọt xương cá. Tại vì là nó mang cái mầm cái nhánh. Đúng rồi. Thì nó sẽ có một đọt này đọt kia. Theo em thì nếu mà nó sẽ cái đọt này nó sẽ đẹp. Còn mình chưa là nữa sau này nó lắp ra luôn. Là nó ở dưới là cái thằng này. Ở dưới là theo em này em bỏ luôn. Rồi, nó ra tàng ngang ra được. Cho ra tàng ngang. Bỏ chừa nó nắp lá đây ha. Rồi, nữa là nó. Với lại nó cũng còn một cái đọt đây mà. Cái đọt này hư rồi. Rồi. Đó. Mà anh cũng phải coi nghe. Hàng này nó thấy có dấu hiệu là muốn đi lên trước. Bỏ nó trước đi. Cắt nó xương xương thôi. Đó. Để nó mà đi mạnh quá là nó chèn này, thằng này lớn chậm lắm. Nó là anh phải chừa vậy. Rồi ok. Chứ không có gì khó. Đó, sẵn chia sẻ bà con mình luôn. Cái nhiều vườn bà con mình để nó lên hai ba đọt vậy nó rất là xấu cây, nó không trở lại tàn thông như ban đầu ha. Súp vào trong nha bà con. Súp vào trong như là đọt đi như ra muống. Cây này nó đi nó quằn xuống đất luôn. Đó, bà con mà sầu riêng mua sinh kim mà thấy hay nó đi lá nó hay cành hay dựng lên á, bà con mua súp ở trong rồi tưới đọt nó ra nặng quá, thòng từ thòng xuống rồi bà con khỏi cần phải đi uống. Còn phải chèo nhánh. Bây giờ cái cây này là Vinh sẽ sửa bà con mình. Nó đi lên mấy cái đọt cành bên quá nhiều. Giờ mình sao? Cắt bỏ cành bên ha. Bà con cắt bỏ cành bên chừa một hai nách lá thôi. Đọt này theo em chờ đọt này luôn nè anh Hoàng ơi. Bỏ đọt này bỏ không? Rồi vậy vậy theo em vậy tương đối nè. Đó chờ đúng một cái đọt giữa đi lên đó, mà con thấy chờ đúng một đọt giữa đi lên là nữa nó sẽ lắp lại mắt kép và nó sẽ trở thành tàn thông lại y cũ cho bà con mình ha. Thì sẵn chia sẻ bà con mình luôn cái thời điểm mà mình cắt được cái cây này là vào thời gian lá lụa và cây từ 2 mét trở lên, bà con có thể bấm đọt á như trên hình trên video mình đã bấm rồi, nhưng mà cái cây này thì nó khoảng gần 3 mét rồi ha bà con. Thì khi mà giai đoạn 2 mét rưỡi hoặc là cây 1 năm rưỡi thì bà con có thể tiến hành bấm đọt được. Đó là một cái lưu ý nhỏ cho bà con mình biết được cái thời gian mình bấm đọt trên cây sầu riêng. Đây bà con thấy lá vừa hết cơ mới, lá lụa nè, cơ đọt mới nó đã xong hoàn toàn ha, nó đã mở hoàn toàn và nó sắp được cây đọt mới thì mình bắt đầu mình cắt, chứ không để nó lú đọt mình cắt thì lúc đó cây nó sẽ bị gói đoạn sinh trưởng các bạn con ha. Đây là lá lụa hết rồi, nó đã mở hết tất cả các lá và nó đang chuyển dần xanh ha. Tại sao em cắt đọt ở phần từ đây trở lên em không cắt? Tại vì ở trên đây á, nó còn non, nó chưa có hình thành gỗ nên mà mình cắt á thì nó dễ bị yếu cây. Phần đây nó hình thành gỗ rồi nên là em cắt.
thì cắt 7 phần ở dưới, 3 phần ở trên mình khỏi cắt, mình cắt luôn cái đọt đó. Đọt thì đối với cái cây mà 20 tháng nó cao khoảng 2,5 m thì bà con cắt suốt nửa mét cho nó còn khoảng 2 m ha. Đây luôn. Rồi mình ở trên đây là mình chừa một nách lá nè. Đó. Ở dưới mình chừa 2 nách. Đây cũng vậy. Rồi. Giờ tự động nữa là nó ra cái đọt y chang cái bên đây nó còn mấy cành. Rồi. Cái này là cỡ bao nhiêu thời gian là thấy là nó hiệu quả, hay chỉ cần 3 tháng là một được đột, 2 tháng được đột thôi. Một, thì nó đi một được đột lại là một cây, hai cây nữa chứ, hai cây nó anh mới thấy cái nhánh nó lớn gõ, à thấy cái nhánh nó lớn gõ lên, sau khi anh cắt là khoảng hai cây đột sau là anh sẽ thấy cái cây mình cái nhánh nó lớn gõ, cái thân nó bự lên. Đó. Và cái đột lúc đó là cái đột kia nó bắt đầu lên hả. Nếu mà theo em á, anh cắt anh nên cắt đồng loạt. À, 4 này, 8. Cây này vẫn có 20 nhánh rồi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bà con cắt sầu riêng đáng lồng cây 20 tháng nhưng mà số lượng nhánh trên cây vẫn còn khá là nhiều, phải còn hơn 20 nhánh. Đó, bà con dư lấy trái là 30 cây nhánh đó. Tính lên em chỉ tính 7 phần ở dưới thôi nó được 20 nhánh rồi. Tức là bà con đừng có quan ngại với cái chuyện mà sầu riêng lùng nó không đạt năng suất ha. Đó, nó rất là nhiều nhánh để mang trái. Chưa kể những cái nhánh mà từ cành vượt nó đi ra nhánh cấp 2 nữa, mình điếm là hơn 20 nhánh ở dưới. Đấy, đúng 2 mét luôn à. Mình cắt rồi. Đúng 2 mét luôn rồi. À, đến này. 2 mét chắc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 cành rồi nè. À 16. Nó riêng cái tầng này. Riêng một cái tầng 3 phần ở trên thôi là nó đã được 16 cành rồi ha bà con. À. Nên là bà con đừng có quan ngại cái tình trạng là thiếu nhánh nha. 4 nè, 8 10 12 14 16 nhánh nữa nè. 16 nhánh là chưa tính nhánh cấp 2 bên kia nó ra hai mấy nhánh rồi. 20 mấy nhánh trái. Mình tính cành thôi chứ không tính nhánh. Đó. Thì bà con mình cứ tính mỗi nhánh một trái thôi. Trung bình cái cây mình đến khi lấy trái là nó khoảng trên 40 trái rồi bà con ha. Đó cái bà này con là không cần nuôi đọt nữa lại cũng vẫn đủ cành rồi. Đúng rồi, nhưng mà phải nuôi. Tại vì cái cây mình ăn bền lâu năm. Mình chặn luôn là sau này nó ăn xong nó sẽ bị lão hóa từ từ, là nó hết nhánh của mình, nó mất năng suất ạ. Cái đọt nên tại sao là em phải kêu anh dưỡng cái đọt lại. Rồi mình phải cắt để mình lấy trái sớm thôi chứ không phải là mình cắt để nó cho nó lùng luôn. Tức là mình cắt để mà mình cái năng suất những cái năm đầu là nó đạt. Đúng rồi. Nhánh nó bự nó chắc khỏe hơn. Đó mình dễ xử lý hơn á. Đó, hy vọng qua video này thì bà con mình có thể biết được cái cách cắt cành tàu tán trên cây để làm sầu riêng lùng, và cái cách mình cắt đọt như thế nào là đúng và chừa đọt như thế nào là đúng cho trường hợp là đọt bà con mình lên 2-3 đọt. Và cái cách kéo cơi mới sau khi mình cắt cành tàu tán để giúp đọt đi đồng loạt và nó được cơi đọt được dài hơn, khỏe hơn và lá xanh đẹp hơn. Cảm ơn bà con. Hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo trên phân bón Ba Tốt.